Rồi xin chào quý thầy cô và xin chào các em, thì hôm nay chúng ta cùng nhau vẽ cái hình tam giác trong cái đề thi tin học trẻ ở tỉnh đồ Duy Xuyên. Thì người ta yêu cầu là nhập vào một số tự nhiên n có giá trị bằng 1, bằng 2, bằng 3 để tương ứng với n bằng 1 là cái hình này, n bằng 2 thì cái hình này, và n bằng 3 là cái hình này. Thì đây là cái hình tam giác này, hình tam giác, và chúng ta sẽ sau mỗi lần chúng ta vẽ thì chúng ta giảm cái kích thước của nó lại, giảm kích thước nó lại ha, tới một độ nào đó thì chúng ta sẽ tô màu luôn cái hình này. Rồi đối với cái bài này thì ý tưởng của chúng ta sẽ vẽ như sau. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ ra một tam giác có cái cạnh của nó theo đồ bài người ta cho là 150, 150. Xin lỗi, là cái đây là cái cạnh thôi, cạnh A, cạnh A có độ dài là 150. Bây giờ mình vẽ một cái tam giác có độ dài là 150, 120 ha, 120. Và cái chúng ta lặp lại 3 lần ha. Lặp lại 3 lần. Rồi, 150 này. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ vẽ vào vị trí này, đã lớn một tí xíu, vẽ vào vị trí này nha, là x-100, y-100. Rồi là mình cho kích thước nó khoảng 300 này, đã lớn một tí xíu, 300. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chúng ta đây là cái tam giác của chúng ta, nhưng mà theo đồ bài thì cái đỉnh này này nó nằm ở trên, như vậy là chúng ta vẽ theo hướng không độ như thế này ha. Đó, hướng không độ, như vậy là cái chỗ này chúng ta sẽ trừ không này, rồi chúng ta theo cái hướng là gì, hướng 30 độ này ha. Thì nhiệm vụ của chúng ta là gì, tiếp tục chúng ta giảm cái cạnh này, ví dụ bây giờ chúng ta giảm 10 đi, sau mỗi lần như vậy chúng ta sẽ giảm lại 10, giảm 10 thì chúng ta sẽ cho đây là trừ 10 đi, trừ 10 này. Thì chúng ta sẽ lặp lại khoảng 200, 200 lần. Hai trăm năm mươi thì nó thành 2000 rồi đó, chỗ này là 10, chỗ này chúng ta lặp lại 20 lần rồi, tại vì 20 mà nhân 10 thì nó là 200 rồi, 200, không thì chúng ta nhân lên thêm cho 5 nữa đi, 5 nữa đi. Rồi như vậy là trên này thì là chúng ta gì, chúng ta sẽ tô cái màu đen cho nó, và xin lỗi là tô cái màu cho nó, tô màu. Thì đợi cho nó chẳng, đợi nó chẳng thì chúng ta sẽ làm như sau. Rồi sau khi mà chúng ta vẽ tới đây, cái cạnh của chúng ta còn 50 này, thì bây giờ chúng ta muốn tô màu cho nó, thì chúng ta sẽ nhân bạc cái này lên, nhân bạc cái này lên, chúng ta đợi đây, chúng ta đợi đây thì chúng ta sẽ
lặp lại cái việc này. Cái chỗ này là chúng ta giảm lại là trừ một, giảm trừ một thì chúng ta lặp lại đến khi nào cái cạnh của chúng ta nó sẽ bằng không thì được ha. Lặp lại tất cả không thì được bằng không. Rồi thì chỗ này chúng ta muốn mà nó tô màu đã lớn lên tí xíu thì chúng ta giảm lại, chúng ta tô khoảng, chúng ta quyển lặp lại chỗ này khoảng là 22 thì chúng ta sẽ xem thử ha. Như vậy đây là gì? N bằng 1 à, thì chỗ này chúng ta sẽ lập vẽ ra một cái khối, ví dụ như là gì, khối N N1 ví dụ như vậy, thì mình ở đây lấy cái này qua đây, ở đây một tương tự như vậy mình về cho cái khối n bằng 2 ha, n bằng 2. Rồi mình xin phép dừng video ở đây nha, tiếp tục của mình về phía sau.